Dạ xin phép chào chị. Dạ, em chào anh. Chị có thể giới thiệu chị tên gì? Dạ, em tên Lê Thị Chị Mỹ Ánh à? Mỹ. Dạ, Chị Mỹ là quê quán ở đâu dạ. đây? Dạ, quê quán ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây? Dạ, nhờ anh Hải, anh em anh Hải giúp tôi tìm giùm con gái. Tìm con gái hả Dạ, chị? con gái. Con gái chị tên gì? Dạ, con gái em tên Lê Thị Thủy Tiên. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, em sinh năm 2005. Vậy là 19 tuổi. Dạ. Sao em nó bỏ đi đây? Dạ, em lúc 8 giờ sáng em đi ăn bánh sáng. Dù em nói là đi ăn bánh sáng, xong rồi em đi tưởng là gia đình tưởng đi ăn bánh sáng. Bây giờ em đi lên đường Dòng Mẩu, bỏ xe đạp điện đó, vào bắt xe xanh đó. Xe xanh đó chở lên thành phố, là bỏ em là tại quận 1. Quận 1 chỗ E47 Nguyễn Trung Chinh vậy anh, là địa điểm bỏ em xuống chỗ đó là Dạ. lúc 11 giờ trưa bố hôm qua. Dạ. Tức là hôm đó là em đi xe giáp đến Dạ. Sài Gòn. Dạ đúng. Sau đó là đến quận 1. Dạ. Thì em đi đâu như thế nào nữa thì gia đình nhà mình không biết. Dạ đúng đúng. Nhưng mà em lên Sài Gòn để làm gì chị? Dạ mấy như em nghỉ lớp 7 mà 2 năm trước là em toàn là muốn lên học học để làm không à. Học cái gì chị? Dạ như ở dưới quê nhà là học lớp 7 dù nghỉ. Dạ. Tụi em muốn nói là lên trên đại học đăng kia học lại đăng kia có cái bằng cấp 3. Là nói với gia đình như vậy không Lên à. Sài Gòn để học có cái bằng cấp 3. Dạ. Ôi trời đất ơi, sao lại có chuyện đó được? Dạ, đó, em muốn như vậy Học thì mà. học tại địa phương chứ học tại Vũng Tàu chứ sao lại lên Sài Gòn? Dạ, như là ở địa phương là không có điều kiện cho cha em đi học lại được. Mà bây giờ 19 tuổi thì sao lại học lại là sao? Dạ, đó, em nghỉ học là bây giờ ăn hẳn muốn đi học lại. Nhưng mà ngày xưa sao lại em nó lại nghỉ học đây? Dạ, trong trường á bạn quánh dù sợ rồi nghỉ. Ôi trời đất ơi. Dạ, gia đình tưởng là chán học với em nghỉ. Từ từ đó em ở nhà ăn uống ăn nghỉ ở nhà không Học lớp à. 7 là cách đây bao nhiêu năm rồi Dạ, mà. cách đây là 7 năm mùa anh. Đúng rồi chị. Dạ. Hiện tại lúc chưa bỏ đi là con gái của chị làm công việc gì? Dạ ở nhà chỉ giúp việc nhà, gia vô trong nhà thôi. Mình là quê gốc ở Vũng Tàu. Dạ, với Bà Rịa Vũng Dạ. Tàu. Chị được mấy người con? Dạ em được 2 người con. Bé này là con thứ mấy đây Bé này chị? con thứ 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 thứ, thứ nhất. Em này là con lớn, Dạ chị hai trong lớn. gia đình, chị Dạ cả đúng không ạ? dạ. Tính tình của bé như thế nào chị? Dạ từ lúc mà tính tình em mà lúc mà 2 năm nay chưa phát bệnh em hiền lành, không có hiền lành lắm. Mà khi mà phát bệnh da về cái đầu anh về thần kinh mà cũng nhẹ. Mà 2 năm nay em cũng bướng bỉnh Ôi mà trời đất muốn ơi. đòi đi thành phố học không à. Vậy là cứ đòi đi thành phố. Dạ, đòi đi Em thành nó bị phố. bệnh gì chị? Dạ thì như em hiền quá giờ ở nhà ít nói á. Dù thành ra bệnh da như cái đầu em nó không nó có hơi bị về cái đầu thần kinh. Bị về thần Hiền kinh. quá hả? Ít Dạ. nói hả? Dạ hiền ít Có khi nào nói. bị trầm cảm không? Dạ, dạ thì về gia đình thì cũng cũng đo đón là em trầm cảm Có với lại. đưa đi bệnh viện để khám chưa chị? Dạ có đi trên đường bệnh viện Châu Kết Đức. quả như thế nào? Dạ kết quả là để là dấu loạn cảm xúc. À, rối loạn cảm xúc Dạ. đó là trầm cảm rồi. Dạ, dấu loạn cảm Nhưng xúc. mà thường thường em ở nhà em có chuyện trò với cha mẹ với lại em gái không? Dạ ít nói chuyện với lại em gái đâu, như là nói chuyện á mà chịu ý theo cháu em á, cháu thì cháu chịu nói chuyện. Còn mà ý kiến cháu mà nói chuyện lại dạy em á là em mới phẫn nộ lại là không có chịu nói chuyện. Dạ. Con nhà mình có ngoan không? Dạ em nói là từ khi mà em đẻ từ đẻ ra tới một tới lúc mà chị em chưa bệnh đó là em ngoan lắm. Khi mà 2 năm mấy này là em hay nghịch. Nhưng mà trước kia đi học sao lại bị bạn bè ăn hiếp được? Dạ trong trường á thì chuyện bà trong trong trường á như chuyện trai con như trai gái nha, dụ và nhỏ con gái nó hiểu lầm con em á là này kia nọ, dù cái con đó mới vỗ vai con em một cái đánh em một con vai em một cái, dù nó từ đó nó sợ nó nghỉ học luôn. Chỉ Dạ có vậy thôi là sợ nghỉ học. dạ mà gia đình em á thì tưởng nó chán học nó nghỉ. Về là không có chia sẻ với ba mẹ Dạ luôn. không, giờ không dám chia sẻ với ba Khổ mẹ. ghê. Vậy là trong quá trình từ trước bây giờ là chưa có đi làm công việc gì. Dạ 1 2 năm trước thì cũng đi qua phụ trà sữa ở dưới quê á anh, trà sữa này kia kia nọ chút đỉnh. Dạ. dạ Tâm lý của bé là không được ổn định rồi. dạ Bé ở nhà là với ai? dạ bé ở nhà với mẹ cha mẹ. Vậy là anh chị là làm gần nhà hả? Dạ ở chung là cha mẹ luôn. Dạ. Mình có thường xuyên tâm sự với con không?
Dạ, nói chuyện với con á, mà con ít 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 muốn nói chuyện tâm sự với cha mẹ lắm. Ít lắm hả? Dạ, với lại em á, còn em nói như mẹ chiều quá thì còn nói chuyện, chiều quá thì còn nói chuyện. Còn em mà nói chuyện, chị mà nói chuyện ra cái gì là em mà không chịu á, là nó quạt ngang rồi. Nó không chịu nói chuyện là em nói luôn. Dạ. Con mình đi ngày mấy đây chị? Dạ con em đi ngày hôm qua. Vậy là mới đi ngày hôm qua. Dạ. Bây giờ mình lên quận 1 chưa? Dạ lên quận 1 lúc 9 giờ mấy tấu dầu. Lên đấy thì mình có được cái thông tin tin tức gì không chị? Dạ lên trên đó thì tụi em cũng báo công an, trình công an vậy vậy thôi mà cũng đi vòng 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 cũng không có tin tức tức gì Bé á. đi là cụ thể bé mang theo những cái gì đi? Dạ bé mang theo như là em nói anh nghe, tiền thì cáp mốt của em á là 8 triệu, ở dưới nhà là 8 triệu. Mà mấy bữa trước á là em nói bây giờ con đưa tiền cho mẹ, mẹ giữ đó. Dù con có muốn mua gì thì mẹ đưa tiền cho con. Mà cháu dạ em á là nói là con làm cái thẻ, con bỏ trong thẻ đây này, con đưa cái thẻ cho mẹ, mẹ giữ đó đi, là mẹ con đâu có thể giữ tiền đâu mẹ sợ. Mà trong khi đó là trong thẻ nó hơi ra không có vô thẻ, sao anh nó giữ tiền đó mà nó gạt em là nó đưa vô thẻ đang đưa cho em giữ. Mà em đánh ra nếu hỏi là nó đang bọc tiền 8 9 triệu đi với lại một cái điện thoại. Nhưng mà dạ tiền đâu sao mình lại đưa cho con giữ? dạ tại tiền nó những ngày đi làm á là em không có lấy, dù nó cũng chắc bó, dù lại những ngày một nhiều năm trước nó là dễ tiền heo á anh, dù nó có dư là phần của nó giữ, nó không có cho mẹ đụng vô. Ý là bé nó bị bệnh tâm lý không ổn định như vậy thì mình giữ hộ bé đi chứ. Dạ nó không cho anh, Không cho. dạ nó không cho, Thường dù là bé rất ít nói đúng không chị? dạ bé ít nói. Bé có quen biết bạn bè gì nhiều không? Dạ bạn bè với Phú Hải là không có quen một đứa bạn nào hết. Bạn bè là không có, ở ngoài thực tế là không có đúng Dạ không ạ? dạ đúng rồi. Còn chơi trên điện thoại có hay không thì mình không biết đúng không Dạ ạ? dạ trong điện thoại không, nó nhắn tin gọi gì mình không biết. Dạ Bé chắc chơi điện thoại nhiều lắm đúng không chị? dạ dạ đúng rồi, bé cũng chơi điện thoại. Có bao giờ chị nghe thấy bé gọi điện nhắn tin cho ai đó không? Dạ nó nhắn tin nó không cho em biết, mà con em nó cũng không biết luôn, nó nhắn tin rồi nó phá mật khẩu, nó không cho biết gì anh. Vậy là đi là không có để lại thư từ gì hết, Dạ không. không liên lạc được luôn. Dạ. Trước đó gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua ngày hôm kia? Dạ không anh, dạ, chỉ gia đình chỉ nói rồi con ăn như có phiên cháo rồi con cậy nó con không đi làm được, con ở nhà con làm gia vô công chuyện nhà này kia nọ cũng phiên cháo. Dù thấy cháu nó bệnh vẻ, dù em cũng gọi nó làm không làm thì thôi, mình cũng không ấy vậy anh. Dù nó chỉ ở nhà ăn ngủ, dù nó chỉ ra ngoài xong về nhà em cũng gần đó, cũng ra vô vậy không anh. Dạ, thường ngày là như vậy. Gia đình nhà mình đang rất lo sợ đúng không ạ? Dạ dạ đúng rồi, đang rất lo sợ cho Trước cháu. giờ con nhà mình bỏ đi lần nào như vậy chưa chị? Dạ anh, tầm cỡ hai tháng trước là cháu là cũng xách cái xe đạp điện như vậy luôn, là đi lên chỗ cái đường nhập ẩu bỏ cái xe đó, dù bạn xe xanh này xe nào không biết, là lên cái siêu thị Bà Vịa. Bắt đầu ở nhà cũng lên nghe 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 người nói trên đó là cháu đi lên siêu thị vậy á, mới là người nhà mới lên kiếm kiếm không gặp cháu, mà cháu tự động bắt xe đi rồi. dạ Thời điểm nó lâu chưa chị? dạ tầm có hạn 2 3 tháng nay được. 3 tháng này dạ về sau đó thì lại bình thường trở lại. dạ giờ thì cũng bình thường rồi kia nọ, dù em cũng đi lên Châu Đức cũng lấy thuốc cho cháu, chị điều trị lấy thuốc cho cháu uống. Là gia đình nhà mình vẫn đưa con đi khám cũng như là điều trị thường xuyên. Dạ. Nhưng mà sau khi mà được điều trị cũng như là uống thuốc đó thì em nó có trở lại bình thường không? Dạ thì mà trong 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 vòng mà có hạn chục ngày nay cháu nó ổn, cháu nó ổn, nó Ổn. biết nghe là dân là nói chuyện đồ á cũng ổn, cũng thấy là ổn lắm, thích. Em nó có ăn được không? Dạ ăn bình thường, ăn cũng được. Em nó cao 1 m mấy chị? Dạ em nó cao tầm 1 m 6 6 mấy đồ á. Nặng nhiều ký đây? Dạ nó nặng có hạn 45 kg. 45 kg vậy cũng dạ ốm ha. dạ dạ Giòm, dạ còi người. dạ rồi 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 Điện thoại em đem đi theo là bây giờ mình gọi không được hả chị? dạ mình gọi là không có được, mà cái mà nói chuyện về Facebook là nhắn tin với cháu thì cháu nhận, mà cháu không có trả lời lại cái gì hết, cháu không trả lời, cháu không điện. Trước trước đó mấy ngày là gia đình nhà mình không có chuyện gì đúng không ạ? Có ai la dạy gì em đâu? Dạ không anh, từ ngày nào như cháu ở nhà vậy thì chỉ cha mẹ khuyên rồi con ráng ăn uống cho khỏe, làm công chuyện nhà này kia nọ, chỉ là khuyên cháu vậy không,
Dạ. Tức là cha mẹ cũng tâm lý, cũng biết được con có cái dấu hiệu bệnh như vậy nên Dạ. không nói nặng nói nhẹ đúng không ạ? Dạ đúng Đôi rồi. khi nói con nó có thể là con nạt lại cha mẹ đúng không? Dạ Bé có dạ. nạt lại cha mẹ không? Dạ nhiều khi mà nói cũng có khi nạt lại, mà mấy bữa nay là cháu nghe lời lắm. Vậy Cháu lần này trước đó khi mà xảy ra chuyện con mình bỏ đi là bé có tâm sự là muốn lên Sài Gòn đi học? dạ có mấy ngày trước là nó có hỏi thăm là để lên để học. Dạ có mấy ngày trước là cháu có hỏi thăm người địa phương chứ đó. Này con nhỏ đó là học giáo dục thường xuyên ở Long Điền, Dạ. vừa hỏi thăm mày có biết thông tin ở đâu mà ở dưới mình mà học gần á thì cho tao hay, là muốn học á anh, muốn học ở dưới đó xin học ở dưới đó Mình có hỏi gần. thăm cái người bạn đó chưa chị? Dạ có hỏi thăm giàu mà Bạn cháu không có liên lạc với người đó. không liên lạc gì với người dạ đó. dạ Vậy là chắc là cả ngày hôm qua là gia đình nhà mình cũng nghe thông tin là lên quận 1 là mình cũng cấp tốc đi tìm lên đấy rồi đúng không ạ? dạ dạ đúng rồi Chị anh. đang lo sợ điều gì đây? Dạ em lo sợ là cháu nó hiền với lại nó nói chuyện qua miệng mạng á, sợ mấy những người xấu á gạ gẫm cháu rồi đó, là gia đình sợ lo vậy á anh. Cũng nhờ anh Hải với mấy anh giúp đỡ cộng đồng mạng giúp đỡ giùm tìm gặp con em, thấy con em á, dù có gì hay là con nhắn nhủ em cháu có tin mẹ đi kiếm, cha mẹ đi kiếm vậy á, thì đừng mau liên hệ với gia đình. Chị nói chuyện với con của chị đi, tâm sự với con của chị Dạ đi. con đi, mẹ đang đang, đang tìm kiếm con mà có nên thấy thông tin của mẹ con mau liên lạc với gia đình về cho mẹ theo thu xếp qua muối gì thì mẹ mẹ chưa ấy cho con mau liên hệ thế về ở gia đình nha con đi. Khổ nhỉ. Dạ Vậy là chị có hai người con gái. dạ Ông xã hôm nay có lên đây cùng với chị không? dạ ông xã đang ở quận 1 chứ đang ngồi bằng bằng đi kia Tức là đi. đang đi tìm kiếm thông tin ở dạ đấy. dạ Bây giờ con đi một cái là cả gia đình mất ăn mất ngủ. dạ dạ Cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ lo lắng. dạ Con nhà mình tâm lý lại không được ổn định. dạ dạ Nên mà có thể là rất dễ gặp những cái điều không hay. Thứ nhất là có thể là nghe theo những cái người bạn mà quen biết trên mạng xã hội dạ dụ dỗ, cám dỗ. Bởi vì bé bây giờ là cái suy nghĩ của bé nó không được như người bình thường. dạ Khổ thật sự. dạ Chị có điều nào muốn nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp đỡ chị tìm con về không? dạ có Chị nói đi. dạ em con dạ con muốn nhờ ông bà cô chú bác anh chị em nhờ trong cộng đồng mạng có thấy tìm được con em á, nhờ ông bà cô chú giữ giùm cháu lại, rồi liên hệ cái số điện thoại này giữ lại nhìn cho cháu, liên hệ cho cháu tìm được để con sớm đi về với gia đình. Dạ Hy vọng rằng là em gái có xem được video này thấy mẹ của em cũng như là nguyên gia đình nhà mình bây giờ hiện dạ tại tới giờ phút này đang rất lo lắng cho em, cũng đã đang đi tìm khắp nơi, đặc biệt là đang đi tìm ở Sài Gòn. Hôm nay thì mẹ cùng với em gái của em là về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng em đang ở đâu đó em phải sớm về với gia đình. Đặc biệt rằng là nếu mà tới giờ phút này mà em không biết đường về á, hoặc là em gặp sự cố như thế nào á, thì em có thể gọi điện về cho cha mẹ hoặc là em gọi cho các chú các anh đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, thì các anh các chú sẽ có mặt ngay lập tức kịp thời để mà đưa em trở về cùng với gia đình. Bởi vì hiện nay mà em, đặc biệt em là con gái mà em bỏ đi như vậy thì gia đình rất sợ, sợ rằng là em gặp những cái điều không hay. Em chưa từng va chạm, chưa từng trải ngoài đời, chưa từng biết một cái gì hết. Mà đặc biệt rằng là em được tâm lý em không ổn định mà em đi ra ngoài, bây giờ em nghe theo không may người ta dụ dỗ thế này thế kia thì người ta đưa em vào những cái nơi mà nhạy cảm, những cái quán mà trá hình, thì điều đó thật sự đó là cái điều đáng tiếc nha em gái nha. Nhưng mà mong rằng em ở đâu đó sớm quay trở về, hoặc là em có khúc mắc hoặc khó khăn gì, em giận hờn gì cha mẹ hoặc là mọi người trong gia đình thì em cũng phải quay trở về. Bởi vì là cha mẹ và tất cả mọi người rất là lo lắng và rất là yêu thương em, đang đổ xô đi tìm em khắp nơi nha em gái. Dạ thôi cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm kiếm cũng như là giúp em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng giúp chị cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha chị. Thì em cũng mong và em chúc cho gia đình nhà mình sẽ sớm tìm được con.
Bởi vì hiện nay gia đình rất là lo. Nếu con nhà mình bình thường thì cũng đỡ đi một phần lo. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là con nhà mình lại không được như bình thường. Cái bệnh tình của em nó cũng đã có kết quả của bác sĩ là nói là gọi là tâm lý không được ổn định, cũng như gia đình chia sẻ rằng cái thời gian gần đây là 2 năm trở về đây đúng không ạ, thì em trở nên là một người rất là khác, từ tính tình cũng như là về cách sinh hoạt. Thì mong rằng em về thì gia đình nhà mình có cách có hướng để điều trị cho em được tốt hơn để sớm bình phục. Chị còn điều nào chị muốn chia sẻ với con gái của chị không? Dạ em đã nói hết vậy, chia sẻ với con em vậy rồi anh. Dạ Dạ. dạ Hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đăng tải video này, thông tin câu chuyện nhà mình, hình ảnh của con gái nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không chị? dạ em đồng ý, nhờ các anh em giúp đỡ cho gia đình với lại vợ chồng em tìm cho con gái em về sớm cho phù hợp với gia đình em nhé. Mong cũng không ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. dạ Chị dạ cứ yên tâm nhé, chị về đây dạ thì anh em sẽ có trách nhiệm giúp gia đình nhà mình. dạ Tiện thể đây thì em cũng chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị, các bậc làm cha làm mẹ, hiện nay cái tình trạng mà con em mình bỏ nhà đi rất nhiều, và đặc biệt là các lứa tuổi, độ tuổi toàn là các em tuổi đời còn rất nhỏ, 13, 14, 15, 16. Không hiểu sao mà các em cái tình trạng mà chơi điện thoại cũng như là quen biết các bạn trên mạng xã hội rồi bỏ nhà đi. Nên rất mong rằng tất cả các quý bậc phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con nhiều hơn nữa. Mình cho con em mình chơi điện thoại nhưng mà mình phải kiểm soát, kiểm tra được con em mình chơi những cái nền tảng như thế nào và những mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội ra sao. Bởi vì hiện nay có rất nhiều cô chú anh chị và các bậc phụ huynh về đây chia sẻ với anh em rằng là đó là cái quyền riêng tư của con, cha mẹ không muốn đụng vào, nhưng em cũng góp ý luôn, chính vì cái điều đó mà các con làm gì như thế nào và quen biết những cái mối quan hệ trên mạng xã hội ra sao thì cha mẹ cũng đâu có biết được đâu. Đến lúc xảy ra chuyện mà con nghe theo lời bạn bè rồi là bị những cái đối tượng xấu quen biết trên mạng xã hội dẫn đi dụ dỗ bỏ đi, lúc đó mới biết là mình gọi là quan niệm như vậy là sai. Nên mà rất mong rằng tất cả mọi người dẫu biết rằng đó là cái quyền riêng tư của con, nhưng mà khi nào mà con 18, 17, 18 tuổi con nhận thức, con hiểu biết được thì lúc đó thì mình tôn trọng con là cái đúng. Còn bây giờ các con nó còn rất nhỏ mà bây giờ mình cứ bảo quyền riêng tư của con rồi mình không để ý, không ngó ngàng gì tới, để cho con muốn làm gì thì làm, khi xảy ra chuyện rồi mình mới biết là mình sai. Nên mà mong rằng là tất cả các bé cũng vậy, đặc biệt là các bé lứa lứa tuổi teen, những cái lứa tuổi mà chưa trưởng thành cũng như trưởng thành, mong rằng là các em các bạn chơi trang mạng xã hội mình phải hiểu được rằng là nó có 2 mặt, mặt tốt cũng có, mặt trái cũng có, tích cực cũng có, tiêu cực cũng có, nhưng mình làm sao mình phải làm chủ được bản thân mình, đừng có lên mạng xã hội mà thứ nhất là mình nghe theo những cái lời cám dỗ ngon ngọt bên ngoài. Những cái lời đó là hầu hết như là những người dụ dỗ đi, họ đều có mục đích, không mục đích này thì mục đích kia. Và đặc biệt rằng là những cái trang mạng việc nhẹ lương cao thì mình xem cũng như là mình tìm hiểu thật kỹ, mình đừng có tin tưởng, cũng như là mình đi gặp gỡ rồi mình đi làm, khi đi làm gặp gỡ rồi thì cái kết ê chề, bởi vì không có cái chuyện gì mà việc nhẹ lương cao đâu, việc nhẹ lương cao không đến được mình đâu. Bởi vì mình phải hình dung như thế này này, thứ nhất mình phải hình dung bản thân mình, cái năng lực của mình tới đâu, cái trình độ của mình như thế nào, xem là cái đồng lương mà họ đưa ra để họ trả cho mình có xứng đáng hay không. Chẳng hạn bây giờ cái trình độ năng lực của mình lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 10, lớp 11 mà họ đưa ra một cái mức thu nhập là 1 tháng 2, 30 triệu thì mình phải suy nghĩ lại đó, làm gì có cái chuyện đó đúng không ạ, đó là miếng mồi để dụ dỗ và đánh vào tâm lý những bạn trẻ là muốn làm giàu, gọi là muốn làm giàu cấp tốc. Nhưng mà tiếc rằng các bạn trẻ vẫn không hay, đó là một cái bẫy răng sẵn. Nên mà rất mong những cái điều em chia sẻ có thể là góp ích một số nào đó để cho tất cả mọi người, đặc biệt các bậc làm cha làm mẹ, mình có thể là cuộc sống hàng ngày bữa cơm hoặc là những cái cuộc chuyện trò ngồi cùng gia đình thì mình bớt chút 1 2 phút, 5 10 phút mình chia sẻ cho con em mình, để tránh trường hợp con em mình bị sập bẫy. Chị không biết đâu, rất nhiều gia đình khi mà con sập bẫy việc nhẹ lương cao về đây, thật sự những người mà khóc quá trời, đứt ruột đau lòng.
Người bị sập bẫy đau một trước cha mẹ nhà đau 10. Dạ. Khổ lắm chị ạ. Dạ, những gia đình chị biết đâu, biết đâu. Có những gia đình rất nghèo, rất khó khăn, thậm chí là cơm nó còn ăn lo từng bữa, nhưng bây giờ con bùng chốc cái bị gạt qua đấy. Giờ phải đi chạy vạy vay mượn khắp nơi để mà kiếm tiền chuộc con về. Đó, đó là những lời em muốn chia sẻ. Bản thân em thì em rất mong muốn những video mà tìm kiếm người thân, tìm con thì em có thể là bớt chút vài phút để em chia sẻ cho mọi người, để cho tất cả mọi người xem cũng như là cảnh giác, cảnh báo cho con em mình. Được rồi, thì cuối video em không biết nói gì hơn thì chúc cho chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái của chị sẽ quay trở về trong ngày hôm nay nhá chị nhá. Dạ, ngày hôm nay hả? Dạ. Em hy vọng là vậy, chị cứ tin đi nhá. Dạ, dạ. Dạ. Rồi em xin phép chào chị, em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc cho tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống, và đặc biệt rằng là không có bạn trẻ nào bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, cũng như là không có những người con bỏ cha mẹ để đi để làm cho cha mẹ phải đau khổ rồi về đây nhờ anh em. Thì thật sự là anh em cũng giúp thì giúp thật, nhưng mà anh em cũng rất mệt. Anh em vẫn hy vọng rằng là không có ai nữa để mà nhờ anh em đi tìm người thân hoặc là những vấn đề về lừa đảo. Rồi xin phép chào chị, em chào tất cả mọi người.